Xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay mình tiếp tục đi thăm lưới bãi gắn nha mấy bạn. Lý do anh mình có công việc không có theo quay được nên là mình không có ảnh không có đi theo được, mình đi có mình anh nha mấy bạn. Nãy giờ mình lộ 5-6 tay nó cũng chưa dính mấy bạn ơi. Đây mấy bạn thấy đồng quê mình giờ người ta bơm nước ra cạn cuối vụ được, người ta sửa sẵn xả lúa đông xuân nè nha mấy bạn. Rồi thôi mình đi tiếp mấy bạn ơi, có dính mình quay lại cho mấy bạn xem. Ở đây có tay vô thăm thử luôn các bạn ơi. Trời ơi, chết ngắt luôn rồi mấy bạn ơi. Mới mở hàng con đầu tiên mà gặp cảnh này rồi mấy bạn ơi. Chuột cắn nè mấy bạn ơi. Chuột cắn chết ngắt rồi mấy bạn ơi. Này còn ngủ lãi nha mấy bạn. Cắn nó cắn bấy bá hết mấy bạn ơi. Qua. Con này cắn này mới dính mà chuột cũng cắn mấy bạn ơi, này dính chiều ngày hôm qua. Tài lưới này được cử gọi mình có cái cử cũng dính con hổ ngựa này nha bạn, hay chăn chỗ mà con cò nó cắn con ếch mình gượt mình chạy theo mình tính bắt, mình tưởng đâu con rắn đó bạn, không ngờ con cò. Người ta này mới văn thăm hai cử, là cử trước thì dính được con rắn hổ ngựa, cử nãy dính rắn lãi mà chết ngắt rồi. Thôi vậy mấy bạn thông cảm cho mình ngưng video đây, mình xử lý rắn này rồi đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình sẽ quay lại cho mấy bạn xem ha. Nãy giờ mình lội một khúc cũng mười mấy tay không dính mấy bạn ơi. Bữa nay sao lội thấy tình hình meo quá bạn ơi, do bây giờ mấy bạn thấy đầm nè ha. Đầm người ta chắc nước ra, người ta xế chụp rồi nước giật nghe bạn quên mình là rồi đó. Từ đây sắp tới nó dính sẽ yếu đi mấy bạn, không còn dính như hổm dài được nha mấy bạn. Chỉ còn được con luồng lưới mới đó, hoặc mai kiếm vớt giác được đó mấy bạn. Còn mấy luồng này là luồng lưới cũ là meo quá. Ôi, đằng đây mình cũng có tay đi tới đây có dính không nha mấy bạn. Cái này quá yếu các bạn, trời ơi dính đàn con chết luôn nữa hả. Đây hiện trường vụ án, các bạn thấy bờ giờ người ta mằng cỏ chốc lẫm hết trơn ha, cho nên là rắn nó cũng bị chết nữa mấy bạn ơi, do trời thời tiết nắng quá nè các bạn. Này là cả như bó tay mấy bạn ơi, này là nó chết cũng lâu rồi. Thôi bây giờ mình chỉ có cái mục tiêu cuối cùng thôi là mình giục xuống đây cho nó gã nha các bạn, rồi nữa mình lấy tài lưới về chỗ mau, cứ để trên bờ thì lâu lắm. Chỉ có cách vượn pháp này thôi chứ giờ là vô phương rồi nha các bạn. Rồi bữa nay đi chưa chơi mở hàng hai con chết chân hai con mấy bạn ơi, bữa nay chắc tình hình mình bị thất thu quá mấy bạn. Luồng lưới cũ này meo quá, ít dính mà dính chết nữa, tại do trống là bờ người ta phát chân nha mấy bạn. Thôi mình xin tạm ngưng đây nha các bạn, mình đi tới tay tiếp theo nếu có dính mình test lại cho mấy bạn xem, chứ giờ nãy giờ là nó không dính được con nào mấy bạn, dính có hai con mà chết chân đó, chưa có ăn được con nào hết. Rồi thôi vậy tạm đứng đây nha các bạn. Thôi mình lội nãy giờ đâu chừng mười mấy hai chục tay mấy bạn ơi, mà nó cũng không dính nữa mấy bạn ơi. Lội bữa nay quá quải, bữa nay mình đang vô trong giờ mình đang vô gốc cây mình ngóng nghỉ mát nha các bạn. Rồi còn mấy tay nữa mình đi lai gai tới cho mấy bạn ơi. Bạn thấy vô bóng cây đá gì đâu mấy bạn ơi, đi trời chưa nắng ha mà nó mệt thế, dính được có hai con nè. Nãy giờ mấy bạn nhìn rõ nè. Thuốc. Còn cái đây thì cái túi gắn với mấy tà lưới các bạn ơi, không dính một con, nó dính có hai con rắn mà nó chết ngắt hết trơn bỏ luôn. Nãy giờ mình quay mấy bạn cũng nhìn thấy đó, đi đâu ha mấy chục tay bữa nay chắc thất thu quá mấy bạn, dính đâu hai con đầu tiên hết, mới vô mở hàng hai con rắn lãi mà nó chết ngắt rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ mình nghĩ nãy giờ cũng lâu rồi, thôi mình đi tới tay tiếp theo nha các bạn. Ở gần đây mình cũng có con tay mấy bạn, tay này thì hả mình mới dặm thêm cũng đi hai ba tử cũng không dính mấy bạn ơi. Tử này tên nó có kiếm hên nè, chà có hàng mấy bạn ơi, có hàng hổ hành, hổ hành đi mà nghe ơi, đi tới chút cuối rồi làm được con hổ hành đi mà chết sống 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 mấy bạn ơi. Đây thấy mình chưa, đây đánh cỏ đây nè mấy bạn ơi, đã có đã rồi đó là đây mấy bạn ơi. Đây quán mình nè các bạn, trời ơi nó đái mấy bạn ơi. Đây. Đi nãy giờ lại gặp con này cái khỏe mấy bạn ơi, lội đâu tưởng bữa nay đi xe không rồi đó mấy bạn ơi. Đây con này cũng không bự hung mấy bạn ơi, con này chắc cỡ nửa ký 600 gram đổ lại mấy bạn không lên đâu, cỡ 600 gram được đó. Thành quả nãy giờ mấy bạn thấy đó, ba con mà hai con dục rồi, có một con này ăn được thôi nghe mấy bạn. Mà cây con hổ hành cũng đỡ mấy bạn ơi,
con hành này thì dưới quê mình giờ 1 ký cũng được 600 gram thì được 370 nghe bạn. Con này nó xuống giá nghe bạn, không còn như giá bữa hổm 400 nghe bạn. Con này vô vụ thời tiết lạnh lạnh cái hổ hành nó đi la gai mấy bạn ơi, cho nên giờ nó hơi ngơi giá xuống rồi. Giờ còn có quê mình 600 gram trở lên lấy có 370 ngàn ký à. Bữa hổm thì được 400. Còn gắn nhị giờ còn giá 250 nha các bạn. Đây, bạn thấy đã không? Rồi giờ mình cũng xin ngưng máy đây nha các bạn. Mình xử lý con gắn này xong xuôi rồi mình đi tới ta tiếp theo. Nếu có dính mình quay lại cho mấy bạn xem. Chơi sớm giờ là nói chung là con này mới ăn được con đầu tiên mấy bạn ơi. Ba con mà dục hết hai con rồi. Hai con kia thì hai gắn lãi không mà nó chết ngắt rồi. Được con này là còn sống rồi đó nha mấy bạn. Rồi, thôi thì mình cũng xin tạm ngưng đây để mình xử lý nó. Bây giờ đi tới tiếp theo có dính mình về mấy bạn xem. Rồi, nãy giờ lội mệt quá mấy bạn ơi. Cái này là khu vực bờ xài nha mấy bạn. Khu này mình mới dăng có 5-6 tay nha mấy bạn. Chà, bên đó chắc có đứt lưới rồi quá mấy bạn. Mấy bạn thấy bên đó người ta phát cỏ trong rỗng hết trơn hả? Vô bờ xài quá mát mấy bạn ơi. Đây mình có một tay mấy bạn. Nãy giờ thầm hoài cũng có dính mấy bạn. Cả chục tay, mười mấy tay nữa đã muốn hết lưới rồi mà không dính. À, mình dăng biết mà cỏ nó bỗng nó đưa rồi nè. Này khu vực mới mình mới dăng cách đây cũng 5-6 ngày rồi nha mấy bạn. Được chừng 60 tay à. Đó mấy bạn thấy bên đó người ta phát xài cỏ trống hết chưa? Ở dưới mương thì có mà trên đó đó tập mới phát nha bạn. Bên đó là mình cũng có dăng đó, chắc lưới mình bị gắt hết luôn các bạn. Rồi, giờ mình đi tới tay tiếp theo nha các bạn. Sớm giờ thì các bạn cũng đã thấy rồi đó. Rồi, được ba con mà chết hai con rồi, dục lại còn được con không hành nha các bạn. À, cha gì dữ trời. Cha ở đây mình có tay lớn nha các bạn. Vô các bạn ơi, vô. Tọc vô con nước các bạn ơi. Quá trời bự các bạn ơi. Quá đã mấy bạn ơi. Ui, mấy bạn coi nè, hết hồn luôn mấy bạn. Ui, vô ngắn nước. Nó bự chà bá mấy bạn ơi. Vô rồi. Sớm giờ lọ mệt quá, mình về tới đây gặp chuyện này là quá khỏe khỏe sướng mấy bạn ơi. Mình còn cũng không còn được nhiều lớn nha bạn. Trời, vô ngắn nước mấy bạn ơi. Đây, mấy bạn thấy cây đại mình đây. Đây, cây đại tự đó, dạy đây. Tới đây, tay lưới này là 8 tắc nha các bạn. Tại bờ này bờ xài nó bự rộng đó các bạn, cho nên dăng tay này hơi dài. Hết biết con gắn nước rồi mấy bạn, nhìn thấy gắn nước nè. Ồ, dưới đã không? Quá đã mấy bạn ơi, gắn nước giờ không gà mình dăng dính nhỏ nhỏ không, con này quá trời nó bự nha các bạn. Mấy bạn thấy cái phanh nó coi nè. Hết biết cái phanh không? Cái phanh này muốn gần bằng cổ tay mình nha mấy bạn. Gắn nước thì cỡ 700 gram nha mấy bạn. Nè, mấy bạn thấy cái lường bụng của nó chưa nè. Ôi ôi, đã mấy bạn ơi, con gắn nước cũng đã. Dính ngay cái đầu rồi mấy bạn ơi. Tại nó bự quá nó mấy bạn, nó thụt vô được tới cái đầu mà lưới này hình như lưới 3 phân rưỡi mấy bạn ơi. Này 3 phân rưỡi nè, chứ không phải 3 phân, chắc không nó thụt không vừa đâu. Hoặc là nó chết rồi. Hầu vừa còn đẹp mấy bạn, bóng đã gì đâu mấy bạn ơi. Vớt giác được rồi đây nè. Nãy giờ mấy bạn thấy lưới gách một đống này nè. Đó. Một đống lưới gách đó gì nè. Đó, con hổ hành này đó, nãy giờ thành quả mình đó. Ba con mà dục hết hai con này, được có con hổ hành đó được bây giờ được em ngắn nước này nữa nghe mấy bạn. Khỏe rồi đó mấy bạn ơi, im trời rồi đó. Đỡ rồi đó. Mà mình đang xử lý không biết gắn nước này cách sao nữa nè mấy bạn. Tại vì mình bỏ nó vô chung với hổ hành, thông thường nó cắn con hổ hành mấy bạn ơi. Và chắc hơi mình cắt khúc dây mình để nó riêng quá mấy bạn, chứ còn để chung nó cắn hổ hành. Đằng nào cũng vậy, mình dính gắn nước đem về mình để vô là cắn hư hổ hành chăng. Cắn rồi tới nữa đi bán cho bạn hàng nó chơi, hổ hành mình bị chạy đâu đó mấy bạn. Cho nên mình rút kinh nghiệm chuyến này mình bỏ nó vô, chắc mình đem bữa nay con cái túi nữa này chứ. Mình bỏ nó vô rồi mình ngăn lại luôn mấy bạn ơi. Mình trên ngăn lại một ấy đi cho chắc ăn, ngăn con ở một khúc đi. Rồi bây giờ mình cũng xin tạm dừng đây nha các bạn, để mình xử lý nó xong xuôi đi rồi cái mình đi tới tay tiếp theo. Còn cũng có mấy tay nữa các bạn, tới mấy tay tiếp theo nếu có dính thì mình quay lại cho mấy bạn xem. Rồi bữa nay đó, nãy giờ đó mấy bạn cũng thấy đó, ba con chết hết hai con lãi mình dục lại còn được con gắn hổ hành với con gắn nước này các bạn. Hai con này ngon ngon không mấy bạn, hai con này 1 ký mấy rồi đó mấy bạn ơi, im trời rồi đó mấy bạn ơi. Rồi thôi cho mình tạm ngưng đây nha mấy bạn. Rồi mình xử lý nó xong rồi nghe mấy bạn, để mình đi tới tiếp theo. Ở đây còn đây vô đó còn 2-3 tay nữa mấy bạn ơi, là hết khu vực này nha. Giờ mình chỉ xử lý nó vậy chứ mình không biết làm sao nữa bạn. Mình cuột cái con hổ hành một khúc vậy, con gắn nước một khúc vậy, chứ còn nếu hai con nó vô chung đó mấy bạn là nó cắn là cái gì nó ấy nghe mấy bạn, nó cắn hư gắn hổ hành. Gắn nước nó hung lắm mấy bạn ơi. Rồi giờ mình đi tới tay tiếp theo nghe mấy bạn. Còn 2-3 tay mình test cho mấy bạn, nếu có dính
thì mình test trực tiếp luôn. Còn có mấy tay. Đây các bạn ơi, đây các bạn ơi. Chà, các bạn thấy đã chưa? Bởi vì mình nói ha các bạn ha, giăng mà mấy cái luồng lưới mới xuống ha nó dính đã lắm, mà miễn mà mấy luồng lưới cũ ha mình giăng riết làm như nó dính riết nó hết gắn các bạn. Nên sớm giờ đi luồng lưới kia biết nhiêu nó còn mới vô dặm bờ này có mấy tay mà nó như vậy đó. Đâu dặm bờ này cũng 6 7 tay, 7 8 tay gì nghe bạn, như bên cái bờ nãy mình quay mấy bển cho các bạn coi đó thì nó phát cỏ gắt mẹ hết trơn rồi, bứt cái lưới mình trơn rồi. Nên qua bờ này còn mấy tay, 4 5 tay, 5 6 tay bờ này vậy mà chịu dính rồi mấy bạn. Rồi, chịu cắn nước dây ra dây luôn mấy bạn ơi. Hên ha. Cái này là con rắn, con chuột nó lại nó cắn cái con rắn nha mấy bạn, nó cắn con rắn mà cái gì. Rồi còn sống mấy bạn ơi, còn sống, sống, sống. Nó cắn rắn mà rắn này nó mạnh hơn như nó quậy sao mà cái như con chuột cắn cộng dây đài chứ chưa cắn được rắn mấy bạn ơi. Đây, đó về cái ấy mình dằn từ đó đó các bạn. Ở đây nha. Ở đây là dưới thân cái xài nha các bạn. Tại mình đón trời cái này nắng nắng nè các bạn, mình dằn trong này nè. Khi nó dính gắn á mấy bạn, nó neo xuống đây á, nhiều khi mình đi hơi chậm nó còn sống. Còn nếu mà trời đang nắng này quá mà mấy bạn đem như văng mà ở ngoài phơi ngoài trời quá nó vẫn dính đó mấy bạn. Tối thì mình sương xuống lạnh lạnh nó đi đó, nhưng mà nó dính rồi á thì ban ngày mình đi không kịp nó chết mấy bạn ơi. Cho nên giờ mình đa số mình văng là mình né né vô cỏ hoặc là bóng chuối hay là bóng cây như vậy nè nghe mấy bạn. Nếu mấy bạn có văng á chớ để nó chết á. Nè thiệt nè mấy bạn ơi, nó cắn trầu vô, cắn con hổ hành gì đó mà không chết cũng hên chạy cái lưng mấy bạn ơi. Đây. Ở đây đó, các bạn thấy đã không? Con này cũng cỡ từ nửa ký 600 g nha các bạn. Đã không mấy bạn? Đó. Ở trong bóng cây bởi vì nó còn mạnh nha các bạn, chứ nào phải gặp ở ngoài trà gầu vậy đó nghe mấy bạn. Gặp ở ngoài trời nắng là lên đường đó, tại mình đi giờ này về tính ra cũng chưa đó mấy bạn ơi. Rồi thôi mấy bạn cho mình tạm ngưng ở đây ha, rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính nữa thì mình cho quay lại cho mấy bạn xem ha. Rồi nãy giờ mình lội ở đây cũng hết bờ này không dính mấy bạn ơi, dính được có nhiều hồi mấy bạn ơi. Nãy giờ nội mình xử lý cái gắn nước này bỏ chung với gắn hậu hành này mình mắc cột gì không cũng phải mấy bạn. Nè giờ mình bỏ dưới đây là vô đây hai hậu hành vô đây nè bạn, còn con nước nằm trên nè, chứ mình không bỏ nó vô chung được nghe mấy bạn. Tại sớm mình đi mình cũng không nghĩ về dính gắn nước đâu nên mình không có đem túi, mình đem ngón cái túi một nghe mấy bạn. Cho nên mắc cột nó hai đầu vậy nè, chứ cứ bỏ vô chung là cắn. Gắn nước bạn thấy hết nước đã không? Rồi mình cũng kết thúc clip ở đây luôn mấy bạn ơi. Bữa nay tổng kết của mình là nó được thành quả bao nhiêu nha bạn, hai em mẫu hành với một con gắn nước, còn hai con gắn lãi thì nãy mấy bạn đã thấy đó, nó quy tiên rồi mình giục nó rồi chứ còn bây giờ không đem về được đó. Giờ quả này thì này cũng được ký mấy gần 2 ký nghe mấy bạn, hai con hai em mẫu hành với một em gắn nước mà còn sống được mấy con ngon cũng đỡ mấy bạn ơi, chứ phải chết mang nàng tiếc nữa, chết hai gắn lãi đỡ chút à. Có hậu hành là có tiền nha mấy bạn. Mình dùng bệnh đây nhờ có hậu hành thôi, chứ còn gắn lãi với hổ ngựa đồ gắn nước đồ giá không bằng hậu hành nha mấy bạn. Thôi vậy mình cũng xin nhân clip đây mình máy bay mấy bạn ha. Hẹn gặp mấy bạn ở clip sau. Nếu bạn xem hay nhớ ủng hộ kênh anh em mình bằng cách đăng ký hoặc là cho một like, một chia sẻ nha mấy bạn. Để ủng hộ anh em mình có động lực để quay nhiều video hay tiếp theo nha mấy bạn. Rồi mấy bạn. Hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.